chào mọi người. Sáng hôm nay thì bên mình cũng đón một cô khách đến mua một em sa chia cho con của cô. Và sau khi chốt xe thì bây giờ cô đang lựa chọn bao lì xì các bạn. Bao lì xì ở cửa hàng của mình. Cô đang trực tiếp lựa các bao lì xì luôn. Và chọn các phần thưởng cho bao lì xì nha các bạn. Đây, cô đã chọn được bao lì xì. Và sau đây nhân viên sẽ bóc bao lì xì và xem thử bên trong bao lì xì sẽ có phần quà gì nhé các bạn. Đây, cái phiếu màu vàng là những cái lời chúc Tết gửi đến cô và gia đình cô. Còn đây là phần thưởng này các bạn. Yeah. 500 ngàn. Vâng, và cô đã được may mắn trúng được một phần quà lì xì tiền mặt là 500 ngàn đồng nha các bạn. Sáng nay một em sa chia được theo khách và cô đã may mắn bóc được lì xì tiền mặt 500 ngàn đồng luôn các bạn. Rất là may mắn luôn. Hiện tại thì xe máy Thanh Tâm có chương trình mua xe và tự tay khách bóc lì xì nha các bạn, phần thưởng lên đến 1 triệu đồng luôn. Ngoài ra thì bên mình còn có lì xì 100, 200, 500 thì các phần quà chắc chắn trúng 100% luôn nha các bạn. Các bạn nếu mà có muốn xe Vivo Tết và có lì xì thì Tết này hãy đến xe máy Thanh Tâm nha. Đây các bạn, đầu ngày thì bên mình đón một cô khách đến mua sa chia cho con trai của mình. Sa chia để chuẩn bị ăn Tết các bạn. Cô thanh toán bằng tiền mặt luôn. Ở đây là cô đang thanh toán tiền mặt cho nhân viên của mình nè các bạn. Khi nãy thì cô đã bóc lì xì ở bên cửa hàng mình đang may mắn trúng giải thưởng 500 ngàn đồng nha các bạn. Đây là nhân viên của mình đang thu tiền các bạn. Đây là gia đình của cô chú chuẩn bị mua xe cho em trai để mà chuẩn bị ăn Tết nữa các bạn. Xong một em sa chia thì đến một em Winner V3 được cô khách và em khách này chốt các bạn. Con này xe mới 100% luôn nha các bạn, nhưng mà giá thì chỉ bằng xe cũ thôi. Sau khi mua thì em trai cũng bốc lì xì, phần thưởng của mình là một bánh quy các bạn. Sáng nay thì mình sẽ có một cái cuộc trò chuyện nhỏ với em luôn các bạn. Chào các bạn, thì không khí ngày Tết đã đến gần rồi, thì xe máy Thanh Tâm đón đông khách đến chốt xe các bạn. Và sáng hôm nay thì bên mình có đón một anh khách cũng lên hồ sơ góp và được duyệt một con Winner V3. Ở đây mình sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn với anh. Đầu tiên thì em thay mặt cho xe máy Thanh Tâm cảm ơn anh vì đã đến xe máy Thanh Tâm ủng hộ bên em. Anh cho em hỏi là anh đến từ đâu ạ? Dạ, em đến từ Trà Ôn anh ơi. Dạ, Vĩnh Long. Dạ đúng rồi anh. Anh xa vậy thì anh biết cửa hàng em qua cái kênh nào? Dạ qua kênh fanpage của Thành Tâm. Dạ. Dạ thì xe mua Winner V3 này thì anh mua trả góp hay là mua tiền mặt? Dạ em mua trả góp anh ơi, và góp trước 4 triệu. Dạ. Vậy là anh trả trước 4 triệu, còn lại là anh lên hồ sơ bao nhiêu triệu? Lên hồ sơ là vay 30 triệu. Anh thấy cái việc hỗ trợ trả góp của nhân viên cũng như là cái việc hỗ trợ chính sách hỗ trợ mua xe trả góp của cửa hàng xe máy Thanh Tâm bên em như thế nào? Nói chung là nhân viên hỗ trợ nhiệt tình và giấy tờ thủ tục nhanh gọn và dễ lấy được xe về. Một lần nữa em cảm ơn anh, cảm ơn đã tin tưởng ủng hộ xe máy Thanh Tâm và chúc gia đình anh cái Tết này thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn.